Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Xưởng Tờ Gỗ. Hôm nay em đã tiếp tục giới thiệu đến anh em một cụ đạt ma, và tác phẩm này thì được chế tác từ gỗ lũa sụn hương anh em ạ. Anh cũng thấy là chất một phôi gỗ này cực kỳ là to và rất là khủng. Và sản phẩm có mã là TDM188, có kích thước là cao 1m90, ngang 92 và sâu là 86. Và ngay bây giờ em sẽ quay gần hơn để anh em ngắm kỹ hơn về tác phẩm đấy nhá. Đầu tiên em cùng ngắm ven này ạ, một cụ đạt ma form dáng là form dáng ngồi thiền các bác ạ. Và cụ đạt ma thì đang ngồi gốc cây tùng, và anh em cùng ngắm kỹ hơn về diện mặt của cụ ven nhá. Mặt cụ đạt ma thì cũng đã được nghệ nhân chế tác ra, cho nên anh em thấy này diện mặt làm cực kỳ là có hồn. Những cái ánh mắt hay là chẳng mày hay là từng cái nhánh râu của cụ cũng đã được tỉa ra rất là kỹ. Và một tay cụ thì đang cầm chuỗi tràng hạt này, một tay thì đang đang chắp vào để làm niệm Phật các bác ạ. Và những cái chuỗi tràng hạt thì cũng đã được bo rất là tròn, form dáng để ngồi thiền để rất là thanh tịnh các bác ạ. Để những cái vạt áo anh em thấy này cũng đã được chặt tỉa ra cực kỳ là mềm mại. Bên trên cụ đạt ma thì đang ngồi dưới gốc cây tùng, tùng thì đang mọc ra từ đá và đang ngả xuống che chở cho cụ đạt ma. Và những cái để những cái tành nhạt, những cái nhánh tùng anh em thấy này đục tỉa ra hết, đục hoàn toàn thủ công bằng tay anh em nhá, để đục tùng rất là đẹp luôn đấy anh em ạ. Nghệ nhân đục tùng là top 1 bên em đục, cho nên em thấy là từng cái tán tùng này cũng đã được tỉa ra đều như chia và đục theo thế gỗ, cho nên em thấy là tùng làm rất là đẹp anh em ạ. Để những cái vết sần ở trên cây tùng này cũng được làm sần đã hết và làm tỉa tót ra rất là kỹ. Và tác phẩm này thì được chế tác từ chất liệu là gỗ lũa sụn hương, cho nên anh em thấy là những cái phần lũa bên ngoài rất là đẹp. Đây, một phôi gỗ lũa là cực kỳ to và cực kỳ là khủng anh em ạ. Đây, những cái phần lũa này, những cái phần sụn này nổi lên rất là đẹp. Và đây là những cái phần gỗ hoàn toàn là tự nhiên anh em nhá. Đây, cái cây gỗ này trải qua hàng vài chục năm rồi mới hình thành được những cái phần lũa đẹp thế này ạ, trải qua rất là nhiều nắng mưa gió bão. Thì đây là những cái gì còn lại và cứng nhất của cây gỗ anh em ạ, để anh em chơi thì rất là tuyệt vời. Anh em nào mà thích chơi những cái phần gỗ lũa sụn hương như này thì rất là tuyệt đấy anh em ạ. Giữ lại những cái kết hợp giữa những cái phần gỗ tự nhiên và một nét tài hoa của người nghệ nhân vào để tạo nên một tác phẩm cực kỳ đẹp anh em ạ. Đấy, mà hơn nữa thì phôi gỗ lũa này cực kỳ là to anh em nhé, cực kỳ là to và cực kỳ là khủng. Và cụ đạt ma trong phong thủy thì có tác dụng đấy, chấn trạch trừ tà rất là tốt anh em ạ. Và khi anh em đặt tự tượng đạt ma trong gia đình thì anh em nên đặt tượng ở phòng khách và mặt cụ hướng ra cửa chính, bởi vì nơi này là sẽ giúp xua đuổi tà ma ngoại đạo và xua đuổi đi những cái vượng khí xấu, đồng thời thì giúp bảo vệ gia chủ các bác ạ. Và bây giờ em sẽ quay qua cái phần mặt sau của anh em ngắm một chút nha. Đây anh em ngắm này, mặt sau là anh em thấy nó nguyên một khối gỗ rất là to, và đây là hàng gỗ gốc anh em ạ. Đây là những phôi gỗ gốc, cho nên anh em thấy là chất gỗ rất là tự nhiên và cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Rồi thì em giới thiệu cho anh em một tác phẩm tượng rất là VIP rồi ạ. Và nếu bác nào quan tâm về tác phẩm thì hãy liên hệ tới số này ở cửa hàng là 034605 từ quý 9, hoặc 035 5678 885 hoặc 0868 688 137 vào website của cửa hàng là xưởngtogo.com. Và sau khi vừa đi thì đừng quên để lại chương trình like.